Tối qua 27 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển ra sân bay Nội Bài để đáp chuyến bay lúc 1 giờ 50 sáng ngày 28 tháng 8 tới Ả Rập Xê Út. Đội sẽ quá cảnh tại Doha, Qatar và nối chuyến bằng chuyến bay riêng do Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út sắp xếp. Theo như cập nhật của Nextsport, sau hơn 6 tiếng di chuyển bằng máy bay, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Doha. Tại đây, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã được hội ngộ với thủ thành Đặng Văn Lâm. Văn Lâm cũng đã đáp chuyến bay từ Osaka, Nhật Bản và có mặt tại Doha để nối chuyến đi Ả Rập Xê Út cùng toàn đội. Chúng ta có thể thấy khuôn mặt hồ hởi của Đặng Văn Lâm. Ngay lập tức, đội trưởng Quế Hồng Hải cũng đã chào đón Văn Lâm bằng một bức ảnh với dòng chữ My Boys kèm trái tim rất thân mật. Một cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam thì lại tỏ ra khá là mệt mỏi, đó là Văn Toàn, chủ tịch của chúng ta đăng một bức ảnh trên story với dòng chữ mệt thực sự anh em ạ. Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út cũng chơi rất đẹp khi đã tài trợ riêng cho đội tuyển Việt Nam một chiếc chuyên cơ. Và đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển trên chiếc chuyên cơ này để tới với Ả Rập Xê Út và ngay lập tức thực hiện quy tắc bong bóng do FIFA đề ra. Như các bạn đang thấy trong video, hầu hết các cầu thủ đều phải đeo kính chống giọt bắn. Rõ ràng sự mệt mỏi là không tránh khỏi sau những chuyến bay dài. Tại sân bay, huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong những nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất của các fan nhí cũng như các fan hâm mộ. Thầy Park liên tục được các fan nhí xin chụp ảnh cùng. Có vẻ như thầy rất nổi tiếng tại đây. Một số bức ảnh được trợ lý Lê Huy Khoa, trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo gửi về. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9 tới, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có trận ra mắt tại vòng loại thứ 3 World Cup gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út. Đây được đánh giá là một trận đấu vô cùng khó khăn cho các chiến binh sao vàng khi chúng ta đã phải đón nhận rất nhiều những chấn thương không đáng có, những chấn thương đáng tiếc, những sự vắng mặt đáng tiếc của các ngôi sao. Ví dụ như Đoàn Văn Hậu, ví dụ như Bùi Tiến Dũng, Công Phượng hay Minh Vương. Thực sự đây là những mất mát, những tổn thất quá nặng nề dành cho nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng các cầu thủ vẫn giữ được những cái đầu lạnh để có được kết quả tốt nhất tại Ả Rập Xê Út. Những tin tức mới nhất, nóng nhất về đội tuyển Việt Nam sẽ được Nextsport cập nhật liên tục trên fanpage cũng như YouTube. Các bạn đừng quên like, follow kênh fanpage YouTube của Nextsport các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.